Thưa quý vị, Đà Nẵng là địa phương có vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng phát triển và mối quan hệ đối ngoại rộng mở. Nằm trên các trục giao thương khu vực và quốc tế, kể cả đường liên vận Bắc Nam lẫn hành lang kinh tế Đông Tây, là điều kiện hết sức thuận lợi để Đà Nẵng phát triển trở thành trung tâm luân chuyển hàng hóa toàn khu vực miền Trung Tây Nguyên, đưa lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch của Đà Nẵng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trong ba đột phá về phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2015-2020. Theo đó, Đà Nẵng tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại, thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế. Đưa quy mô tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn năm 2019 tăng 1,5 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng GRDP trong 4 năm đầu nhiệm kỳ khá cao. Năm 2016 tăng 9,67%, 2017 tăng 6,08%, 2018 tăng 9,49%, 2019 tăng 7,43%. Việc thực hiện đột phá phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại, đạt nhiều kết quả. Giá trị gia tăng khu vực, dịch vụ ước tăng bình quân 4,7% trên một năm, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế thành phố. Ngành thương mại thì tốc độ tăng bình quân 5 năm, nhiệm kỳ 2015-2020 thì tăng là 3,9%, thấp hơn mức tăng GDP. Tuy nhiên thì đã góp phần vào cái sự chuyển dịch cơ cấu theo đúng hướng và đóng góp rất quan trọng vào cái tỷ trọng tăng GDP. Thì riêng cái ngành mà thương mại thì đóng góp là 76,33% trong cái tốc độ tăng GDP. Dịch vụ thương mại duy trì tăng trưởng ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao và đa dạng của người dân và du khách. Hạ tầng thương mại cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển. Hệ thống các chợ siêu thị tuyến phố chuyên doanh được đầu tư theo hướng văn minh hiện đại, triển khai hiệu quả. Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm của thành phố, kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng website để giao dịch mua bán trao đổi hàng hóa trên mạng, tăng cường các hoạt động liên kết phát triển giữa các địa phương trong vùng, các thành phố lớn và cả nước. Do đó đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ giai đoạn 2015-2020 bình quân tăng 10% trên một năm, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa bình quân tăng 7% trên một năm, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm luân chuyển hàng hóa toàn khu vực miền Trung Tây Nguyên. Việc thì chúng tôi thông qua cái sự hỗ trợ thông tin từ phía Sở Công Thương của thành phố Đà Nẵng, đồng thời thông qua cái nguồn thông tin từ trên các cái thông tin đại chúng để biết về các nơi mà có những sản phẩm mà phù hợp với nhu cầu tiêu thụ của BC, thì sau đó chúng tôi sẽ liên hệ. Chúng tôi cũng tin rằng là thông qua những cái tổ chức kết nối như thế này thì BC cũng sẽ được hưởng lợi khi mà được các cái ban tổ chức đã tổ chức các cái đối tác để về tại Đà Nẵng, để chúng tôi có thể là làm việc trực tiếp và dễ dàng hơn khi thay vì chúng tôi phải đi tìm ở các nơi khác. Hoạt động xúc tiến thương mại được chú trọng, nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu được tập trung triển khai. Trong giai đoạn 2015-2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Đà Nẵng tăng bình quân trên 5% trên một năm. Hàng hóa của doanh nghiệp Đà Nẵng xuất khẩu đến 120 quốc gia vùng lãnh thổ. Có thời điểm hiện tại thì Việt Nam chúng ta đã ký kết và đang trong quá trình đàm phán 16 cái hiệp định FTA với tổng cộng là 58 nền kinh tế, và trong đó thì có 13 cái FTA đã có hiệu lực và 3 FTA thì đang trong quá trình đàm phán. Và với cái số lượng này thì là Việt Nam là nền kinh tế có nhiều FTA nhất ở trong khu vực cũng như là trên thế giới. Và trong tất cả các FTA mà Việt Nam đã ký kết thì là đa phần đều có những cái cam kết về ưu đãi thuế quan cho hàng hóa xuất khẩu giữa Việt Nam và các thị trường đối tác, và điều này nó sẽ mang lại những cái cơ hội cũng như là những cái ý nghĩa rất là quan trọng đối với lại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam. Theo quyết định số 393 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ xây dựng trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Theo đó, Đà Nẵng sẽ phấn đấu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2030 đạt 12% trên một năm. Về thương mại, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng 8-11% trong giai đoạn 2021-2030, chiếm tỷ trọng trong khoảng 13-15% trên tổng GRDP của thành phố.